Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 của kênh truyền hình VTC14. Thưa quý vị, theo báo cáo của các địa phương và các bộ, thiệt hại tính đến sáng ngày 25 tháng 10, mưa lũ từ mùng 6 đến 25 tháng 10 đã khiến cho 148 người chết và mất tích, trong đó 130 người chết, 18 người mất tích. Cũng tới thời điểm này, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ còn sạt lở và ách tắc. Cụ thể, tại Quảng Bình, hệ thống giao thông thủy lợi bị thiệt hại nặng nề chưa thể thống kê được. Theo đó, một số điểm của đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 12A, 15, 9B, 9C, 9E, đường tỉnh 562, 564 hiện đang ngập cục bộ từ 0,4 đến 1 mét, bị sụt trượt mái ta luy dương, xói trôi nền đường, lún sụt. Sở Giao thông Vận tải các địa phương đang tập trung nhân lực, thiết bị để thi công thông tuyến. Tại Quảng Trị, theo báo cáo quốc lộ 15D, còn 11 điểm sạt lở ách tắc. Tỉnh Thừa Thiên Huế, quốc lộ 49 còn 6 điểm, hiện đang cấm ô tô, chỉ cho xe máy và người đi bộ lưu thông. Dự kiến sơ bộ thiệt hại do mưa lũ khoảng trên 350 tỷ đồng. Hiện Tổng cục Đường bộ đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cấp ngay trước 100 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu khắc phục sửa chữa. Trước mắt là tập trung những tuyến huyết mạch, sau đó mới tới các quốc lộ nhánh. Nếu tình hình thời tiết đẹp, để giao thông thông suốt an toàn, ít nhất một tháng nữa mới có thể thông được đường. Những tuyến huyết mạch đi cửa khẩu Cha Lo, đường Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai các mũi vào thông đường, rồi sau đó mới quay lại hoàn thiện theo mức độ an toàn dần. Sau một thời gian dài im ắng do chuyên gia Trung Quốc không thể sang Việt Nam vì dịch COVID-19, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông mới đây đã có động thái mới khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội vừa có thông báo huy động toàn bộ nhân sự vận hành tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông kể từ ngày 27 tháng 10. Theo đó, trong hai ngày 27 và 28 tháng 10, công ty tổ chức ký hợp đồng lao động và tổ chức may đo đồng phục cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Công tác ôn luyện, đào tạo, tập huấn vận hành sẽ bắt đầu ngay từ ngày đầu tháng 11 năm 2020. Khi đi vào vận hành thương mại, người lao động được hưởng mức lương theo thang bảng lương được phê duyệt và đóng bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước. Đến thời điểm này, lực lượng nhân sự về cơ bản đáp ứng đủ các yêu cầu, sẵn sàng phục vụ công tác vận hành tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, công ty vẫn tiếp tục gia hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác tuyến Cát Linh – Hà Đông đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2020. Gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề vận hành, khai thác dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội giai đoạn 1 đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020. Cục Hàng không Việt Nam tính đến giữa tháng 10, sản lượng điều hành bay đi và đến của cả nước đạt 263.000 chuyến, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019. Điều hành bay quá cảnh đạt 124.000 chuyến, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, lượng hành khách thông qua cảng hàng không đạt 52,8 triệu khách, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 7,1 triệu khách, giảm 79,4% so với cùng kỳ năm 2019. Khách nội địa đạt 45,7 triệu khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng trong tháng 10, trong khi lượng khách quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách nội địa đã hồi phục trở lại. Hãng hàng không Vietnam Airlines ghi nhận hồi giữa tháng 9 vừa qua, tổng lượng khách bay nội địa bình quân đạt 40.000 lượt khách một ngày, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2019. Bình quân mỗi ngày các hãng khai thác gần 200 chuyến bay. Tương tự, hãng Vietjet khai thác 160 chuyến bay một ngày trên 40 đường bay nội địa và một số chuyến bay quốc tế. Hai hãng hàng không Bamboo Airways và Pacific Airlines đã khôi phục mạng đường bay nội địa. Riêng Bamboo Airways mở thêm 3 đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng và Nghệ An đi Côn Đảo. Trong đó, tần suất khai thác chặng Hà Nội Côn Đảo khá nhộn nhịp. Các đại lý bán vé máy bay cũng cho biết lượng khách đặt vé trên nhiều đường bay nội địa tăng nhanh. Dù đây là thấp điểm của mùa du lịch do học sinh vào năm học và nguồn thu nhập của người dân sụt giảm do ảnh hưởng dịch bệnh. Hiện nay, hai sân bay lớn nhất của cả nước chủ yếu phục vụ hành khách nội địa. Thỉnh thoảng, khách có phàn nàn tình trạng chậm chuyến từ Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, qua theo dõi, chủ yếu các chuyến bay bị ảnh hưởng do một số trận mưa lớn, thời tiết bất thường.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngân hàng nhà nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý kiến đối với tờ trình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Và theo tờ trình này, thì cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dài hơn 53 km với tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào năm 2025. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dài 53,7 km theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Trong đó 34,2 km qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu là 19,5 km. Điểm đầu cao tốc nối đường tránh quốc lộ 1A qua thành phố Biên Hòa, điểm cuối giao với đường vành đai thành phố Bà Rịa. Theo tính toán sơ bộ, tổng vốn thực hiện dự án là hơn 19.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị là hơn 9.100 tỷ đồng. Bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư là hơn 5.900 tỷ đồng. Dự kiến là quý 1 năm 2023, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ khởi công hoàn thành vào năm 2025. Nhà đầu tư được phép thu phí trong thời gian dự kiến là 24 năm 6 tháng. Và Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao tốc này có vai trò rất quan trọng trong kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị lớn, đặc biệt là các khu kinh tế công nghiệp lớn, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cảng Cái Mép, Thị Vải và các dịch vụ du lịch. Ngoài ra thì tuyến đường sẽ giải tỏa áp lực cho quốc lộ 51. Hiện con đường huyết mạch nối với Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã quá tải. Và trong tương lai, khi hệ thống cảng Cái Mép, Thị Vải tăng công suất và cao tốc Bến Lức, Long Thành hoàn thành, thì tình trạng quá tải trên quốc lộ này sẽ trầm trọng hơn. Và tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sau một đêm lẩn trốn, sáng ngày 25 tháng 10, tài xế Nguyễn Văn Linh, 30 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã ra đầu thú sau khi gây tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Khai với cảnh sát, Linh cho rằng do quá hoảng sợ sau khi gây ra vụ tai nạn trên đã bỏ trốn suốt qua đêm. Theo lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa, khoảng 17 giờ 20 ngày 24 tháng 10, tài xế Linh lái xe tải mang biển kiểm soát 51C64046 lưu thông trên tỉnh lộ 623B. Khi đến địa phận xóm 1, thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, thì bất ngờ bị nổ lốp, mất lái rồi tông trúng hàng loạt ô tô, xe máy trước khi lao vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn khiến ông Đinh Văn Trăng, 43 tuổi, và Nguyễn Quốc Thủ, 48 tuổi, chết tại chỗ. Riêng ông Đoàn, tài xế ô tô 7 chỗ, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ba người khác bị thương. Vụ tai nạn khiến một phần của căn nhà kinh doanh tạp hóa bị đổ sập, ba ô tô và 5 xe máy của người dân bị hỏng nặng. Tại hiện trường, xe tải và một ô tô 7 chỗ biến dạng phần đầu. Ngày 25 tháng 10, Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ lái xe ô tô cần cầu gây ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân sửa chữa đường ống nước bị vùi lấp tại công trình xây dựng. Vụ việc xảy ra lúc 21 giờ 30 ngày 24 tháng 10, trong khi nhiều người dân tại chung cư Bảo Sơn số 191 Lạc Long Quân đang sắp ngủ thì có tín động lớn do một chiếc cần cầu đổ vào chung cư làm hư hỏng nhiều công trình dân sinh. Vụ việc xảy ra khiến một bức tường bị đổ sập đúng lúc nhóm công nhân đang thi công đường ống nước ở khu vực ngõ cạnh bên chung cư Bảo Sơn. Nhiều công nhân đã kịp chạy thoát, duy nhất một người bị bức tường đổ mắc kẹt dưới hố công trình. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay ngày 25 tháng 10, ngay gầm cầu vượt Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Theo đó, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hưng Yên lưu thông từ đường gom quốc lộ 5A hướng Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh, đi ngã ba giao cắt với DT388. Khi vừa tới ngã ba giao cắt với đường DT388 thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 37P35209 do người đàn ông cầm lái đang lưu thông hướng cổng chào Văn Lâm đi tới. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Hiện cơ quan chức năng đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân. Điều khiển xe máy bằng một tay, tay còn lại cầm thanh sắt dài 3 mét. Tài xế đã lạng tay lái lao thẳng vào chiếc xe tải đi cùng chiều, suýt mất mạng. Vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 40 trưa nay ngày 25 tháng 10 trên đường quốc lộ 1A, đoạn gần đèo Hầm Cả. Theo những hình ảnh camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại, do mang vác thanh sắt dài 3 mét,
tài xế xe máy đã điều khiển xe máy bằng một tay do lạc tay lái khiến chiếc xe lao thẳng vào xe tải đi cùng chiều bên cạnh. May mắn, người điều khiển xe máy bắn ra ngoài, chỉ bị đau chân nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, vận tải công cộng được cho là chìa khóa để giảm thiểu nạn kẹt xe, tắc đường, thiếu hụt hạ tầng giao thông trầm trọng tại các thành phố lớn. Chính vì vậy, nó luôn được hỗ trợ bằng nhiều cách, được ưu tiên hỗ trợ về kinh phí, hạ tầng cùng nhiều biện pháp hạn chế các loại hình vận tải khác để thu hút đến với vận tải công cộng. Thế nhưng thực tế thì thay vì thu hút được người dân, vận tải công cộng hiện vẫn chỉ đáp ứng từ 16 đến 17% nhu cầu đi lại của người dân. Vì sao lại như vậy? Phóng sự sau đây sẽ giải đáp câu hỏi này. Và phóng sự sau cũng sẽ khép lại bản tin giao thông an toàn ngày 25 tháng 10 của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo. Đánh giá về lý do vì sao người dân ít sử dụng vận tải công cộng để di chuyển trong các thành phố lớn. Đa phần, người dân đều cho rằng taxi hay xe công nghệ thì chi phí đắt và không phù hợp với đại đa số người dân. Còn xe buýt, đầu tàu phát triển của vận tải công cộng vẫn cứ lẹt đẹt qua từng năm. Sản lượng liên tục sụt giảm mà không có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Còn người dân, và thậm chí là cả những người di chuyển lâu năm bằng phương tiện này cũng tỏ ra không mấy thiện cảm với loại hình được cho là mũi nhọn phát triển của vận tải công cộng này. Thái độ họ không thiếu khách lắm, đôi khi cũng hơi lớn tiếng một tí. Khó khăn vì đôi khi là không có nhà chờ. Và vào những ngày mưa thì em cảm thấy hơi khó chịu. Em hay bị muộn học, có lúc thì không có một cái xe nào, em chờ rất là lâu, 45 phút không có xe nào. Có lúc thì hai xe lối tiếp nhau, nên là em cảm thấy hơi khó chịu. Không hài lòng nhất là về việc lái xe thôi. Nói chung là khá là ẩu, kiểu nhiều người già họ ấy kiểu chân tay còn yếu hơn trẻ chẳng hạn, thì họ có thể đi chậm chậm để họ xuống, nhưng mà rất là nhiều người đã bị kẹt ở trong cửa xe khi mà lên rồi. Và cái thái độ phục vụ thì cũng không tốt lắm, nhiều người thì kiểu nói năng cục xúc, gắt gỏng với lại người già. Bây giờ mà thông thoáng như này là họ đi cực kỳ ẩu luôn. Mình thấy ra số rất là nhiều ẩu, 0227 dạo này thì đỡ rồi, nhưng mà hầu như mình hay đi di chuyển ở 02 thì họ đi rất là ẩu. Còn với góc nhìn của các chuyên gia giao thông thì cho rằng chất lượng phục vụ của xe buýt hiện nay ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện hạ tầng giao thông, áp lực tần suất chuyến và ý thức tham gia giao thông đặc thù của người dân. Điều này đang gây nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Nếu mà các bạn quan sát kỹ thì đây là những tình huống mà cũng không mong muốn. Bản chất là cái người lái xe buýt cũng như là những người phục vụ xe buýt là không muốn tạt đầu rồi đi vào gấp rồi ra cua như vậy. Nó có những cái sức ép của cái việc mà tranh giành cái làn đường cho mà xe buýt không thể nào bỏ bến bỏ chuyến được. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái điều này nó có hai mặt của vấn đề. Đấy là do cái tổ chức giao thông kém. Cái thứ hai là ý thức giao thông kém. Đánh giá về mục tiêu 20 đến 25% người dân sử dụng phương tiện công cộng trong năm nay. Các chuyên gia đánh giá khó có thể đạt mục tiêu này khi mà xe buýt vẫn đang là đầu tàu vận tải công cộng hiện nay, và bản thân loại hình này dù đã nhiều cố gắng cũng không thể kéo được sản lượng đi lên. Trong khi các tuyến đường sắt đô thị vẫn điệp khúc lỡ hẹn, thất hứa từ năm này qua năm khác. Chúng ta thấy rõ là cái cố gắng đấy cũng không thể đáp ứng được cái mong mỏi của xe buýt là đến 20-25%. Cái đó chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là chưa bao giờ là chúng ta phải đối mặt với khó khăn là cái Covid. Đó là cái mà rất nhiều những cái hệ thống vận tải là ảnh hưởng nặng nề, và xe buýt không nằm ngoài cái ảnh hưởng đó, và nó là cái là gọi là bất khả kháng. Nhưng mà rõ ràng là cái tỷ lệ này nó đã chững lại trong khoảng 10 năm trở lại đây rồi. Lý do đơn giản thôi là những dự án lớn về vận tải công cộng chúng ta hiện nay đều chậm trễ hơn so với tiến độ, chậm hơn so với tốc độ rất nhiều. Ví dụ như chúng ta có cái dự án tuyến metro số 2A, tuyến metro số 3 thì hiện nay đều còn đang dang dở và chưa đi vào vận hành được. Chừng nào thành phố phải có những kết nối trên một mạng lưới metro bao phủ được những hướng chính thì những cái trục nhu cầu đó phải cần được kết nối với trung tâm và kết nối các vùng nhu cầu đó lại với nhau bằng các tuyến vận tải khối lượng lớn, cụ thể là metro, đường sắt đô thị.
thì mới có thể giúp gia tăng về thị phần của tài công. Với mục tiêu chiếm lĩnh thị phần vận tải của giao thông công cộng lần này, bị thất bại sẽ gây ảnh hưởng lớn, kéo theo hàng loạt chính sách phát triển giao thông đô thị khác như hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc nội đô, cấm xe máy vào năm 2030 đều sẽ bị chậm trễ. Vì một lý do đơn giản, giao thông công cộng không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của đại đa số người dân trong đô thị.